Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Dạo này meta cân bằng phết anh em ạ. Chơi rất là cân bằng. Đấy, Warrior cũng đã có những cái người người ta chơi lại rồi. Clive rất là mạnh ở trong cái meta mới. Beat cũng đã thấy quay trở lại. Tôi thấy là vào trong rank đã có Beat rồi. Trận này ơi, Clive này. Thế chơi Clive nhá. Ừ. Được đấy. Ok. Ra hai con Clive đầu game thì tội gì mà không chơi nhỉ anh em nhỉ? Giờ để xem là có cái búa set không. Nếu mà có cái búa set thì là ok đấy nhá. Tôi đã có một lượng cái búa set rồi. Bây giờ thì đúng là meta cân bằng thật đấy. Nhưng mà đùa chứ. Mấy cái ông Dodo ông cân bằng lại game thì người ta bỏ hết game rồi. Dã man. Ui không có búa set anh em ạ. À. Ui cái gì cái gì đấy. Ui giời ơi anh em ơi. Thôi. Chắc chắn nó là kỵ sĩ rồi, nhưng mà kỵ sĩ này nó lại phải lóc lại anh em ạ. Dã man. Nó cho kỵ sĩ mà còn không có đủ tiền mua luôn. Bây giờ chỉ hy vọng là có cái búa set thôi. Nhớ nhá, nhớ ra búa set ra sau đấy. Ngon nhá. Thậm chí là chúng ta còn không thể cho 4 con vào cái round sau được. Khi mà chúng ta có 4 con Clive nhưng mà chúng ta chỉ cho được vào là 3 con. Ok. Quá là ok luôn. Ôi tôi chết rồi. Nó lại như này anh em ạ. Thế từ từ nhá. Xem nào. Nếu mà bây giờ cái con mạnh nhất là cái con Evil Clive thì có thể là chúng ta lấy cái đồ bắn trưởng cho nó cũng được. Chơi cửa này nó có nhiều kiểu anh em ạ. Đây đó là một cái kiểu. Đó chính là lấy đồ bắn trưởng. Chúng ta có thể cái đồ này này thì nó sau này chúng ta có thể cho con già cũng được anh em nhá. Không có vấn đề đâu. Chủ yếu là có đồ để mà đánh chuỗi thắng thôi. Tôi ghép đồ đánh chuỗi thắng luôn. Mà cái đồ này nhá, nếu mà kiểu xui ấy, chơi một trận đấu mà mãi cái con già nó không ra, thậm chí là không thể ra được bất cứ một con già nào ấy, thì có thể là chúng ta chuyển sang God Clive. Đúng không? Hợp lý. Trận này chơi God Clive cũng được. Ok. Ây à. Rồi, up cấp lên rồi. Có lên cho đồ cái con Flame không nhỉ? Cái con Flame nó ở đằng sau này, nó tung trưởng hơi chậm anh em ạ. À mà thôi. Cho đồ cho con Evil. Con súng nó vẫn là ngon hơn. Con súng này nó sẽ dí như con yếu máu trước anh em ạ. Con súng này ngon. Flame không ngon bằng súng đâu. Flame 2 sao thì mới ngon. Flame 1 sao chưa ngon. Ok đấy. Khởi đầu như này là tốt đẹp rồi. Nhưng mà lên 2 sao nữa thì nó mới gọi là thực sự tốt đẹp. Úi dồi. Từ từ. Cái này là phải từ từ. Gladiator à? Dominator ra sớm này. Từ nha. Mặc dù là có thể là đang là có cái bài Clive là cũng ngon đấy. Nhưng mà Dominator nó ra sớm thì cũng cái bộ bài này thì cũng không thể bỏ qua đâu. Gladiator là cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho giai đoạn đầu game ấy nha. Rau này mà chúng ta thắng tiếp thì sẽ mua con súng. Sau đó con súng có thể nó lên 2 sao. Và chúng ta sẽ chơi Gladiator kết hợp với cả súng làm co. Đấy, cái kịch bản là như thế. Xong rồi là tí nữa đấy, sẽ có cái bộ 9 assassin gặp súng. Cũng mạnh anh em ạ. Hợp lý. Thằng này ăn được không? Tôi nghĩ là sẽ ăn được rồi. 4 Clive rất trâu. Cái tầm này Demon nó không xin nhê đâu. Tầm này Demon 1 sao không xin nhê. Demon là phải full cơ. Chứ còn Demon chỉ có một mình cái con Fallen thì vô tư. Tôi lấy đồ rồi mà. Chốt đồ rồi nên là chúng ta rất khỏe. Ôi dồi ôi. Thôi. Ôi giời ơi. Ra ngựa. Biết là ra ngựa. Tôi đã không lấy cái đồ bắn trưởng. Tôi được rồi. Giải tán. Giải tán anh em nhá. Up cấp lên 6 luôn. Cái con ngựa nó ra thì là chắc chắn là sẽ là đi Clive rồi.
Con này ra chắc chắn là đi Clive rồi. Nhưng mà đi Clive là chơi theo cái kiểu là human để mà đẩy cấp hay là hyperon thì nó phụ thuộc tiếp xem là con ngựa nó ra như nào. Già có ra không? Ok. Còn đây chắc chắn là đi ngựa rồi đấy anh em ạ. Khi mà con ngựa nó ra chắc chắn là chúng ta là đi ngựa rồi. Bây giờ cho con human vào tham tí được không nhỉ? Như này chúng ta có quá đáng không nhỉ? Tham tí, tham thì mất chuỗi. Liệu rằng chúng ta có bị mất chuỗi không? Kể ra bây giờ con heo của Clive lên 2 sao thì yên tâm hẳn luôn. Tầm này heo của Clive chưa lên được nên là cũng hơi run run đấy. Bỏ cái bài này vào 4 Clive ở phía trên. Mà mấy cái thằng kiểu assassin mà có con 2 sao nó bay xuống dưới nó đập thì cũng càng phết đấy anh em ạ. Con ngựa nó mới chỉ có 10 đam đầu tiên thôi. Ở round thứ 7. Đây round thứ 8. Thằng này khả năng ăn được, thằng này ăn được. Kẹp được 2 đỏ, 3 warrior à. Chắc là vẫn ăn được thôi. Kỵ sĩ ở cái giai đoạn đầu game này 4 kỵ sĩ là nó cũng đã đủ trâu à. Ok. Ăn quả này là vừa có sách này, lại chúng ta lại còn vừa có đam. Quá tuyệt vời. Được. Đó. Ui rồi ôi. Thế này thì yên tâm rồi anh em ạ. Yên tâm thế nhờ. Trời. Yên tâm luôn anh em ạ. Bây giờ còn có một thằng nó đang có chuỗi kia mà. Bây giờ tôi nếu mà đánh cẩn thận cho hai con Warlock vào không? Để cắt chuỗi nó. Kiểu như mình bây giờ mình vẫn đang hơi bị tham ấy. Hay là bây giờ làm quả cẩn thận không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được với 4 Clive và một cái con heo Clive 2 sao. Chưa gặp anh em ạ. À. Vậy là chúng ta sẽ gặp đối thủ ở round thứ 11. Thằng này cũng to này, thằng này cũng khá to đấy. Nhưng mà con mèo mới có một con thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được. Không thể thua được. Không thể thua được, đúng rồi. Bắp giáp lên, hay. Giật. Đúng rồi, hợp lý quá. Ăn rồi. Ăn rồi, ui dồi ôi. Nó vừa khít luôn anh em ạ. Quá ok. Quả vừa rồi vừa khít luôn. Con ngựa của tôi mà có 20 đam. Round 8, round 9 đều bị chết. À đâu, round 8 ăn nhỉ, round 8 ăn. Mà round 9 bị chết thế là không có đam ở cái round đấy. Rồi, round này chúng ta sẽ có thêm 10 đam nữa. Round sau chúng ta sẽ up cấp và cho thêm con zipper vào anh em nhé. Cho zipper vào. Đối thủ ở cái vị trí top 1 ấy, tôi nghĩ là nó cũng sẽ không ăn được tôi đâu. Bởi vì cái lượng tiền mà nó nhiều như thế kia á, thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là bài nó cũng không phải là nó ra nhiều. Như là tôi bài ra nhiều ấy, tiền nó chỉ có 10 tiền thôi. Nó không lên được. Ok. Ui, quả trứng này. Trứng lay mà đập cho con zipper nhá. Bây giờ ra con zipper nữa, đập trứng con zipper. Làm co luôn. Sao Ripper cập đồ đây. Bây giờ mà ra một con nữa thì tôi chắc chắn là tôi sẽ lấy đồ cho con này. Ok. Chia bớt đồ ra anh em ạ. Con này nó chỉ cần cầm một quả cầu đó. Rồi, tôi nghĩ là ra này tôi sẽ ăn được thôi. Không cần phải cho Warlock vào đâu. Ok nhá, đồ này tí nữa cho già hoặc là chơi God Clive anh em ạ. Đấy. Ui, thằng này có Clive à? Không để ý. Nhưng mà tôi có con zipper, có đồ. Có ngọc giảm hồi chiêu này, hồi máu liên tục cho đồng đội luôn. Hay quá. Chuyện này xác định là từ đầu là sẽ dồn đồ cho già rồi. Nên là tôi sẽ không lấy đồ cho ngựa nữa. Con ngựa thôi. Thực ra ngựa nó ra một con ấy. Cái tầm này tôi không đánh giá cao. Với cả cái lượng đam của nó cũng không được nhiều.
Để ấy, nếu mà có chơi thì chơi con rồng luôn anh em nhá. Chúng ta chơi kiểu đẩy cấp ấy. Mua mấy cái con Glide kết hợp với cả Human đẩy cấp sớm. Đấy, chứ không Hyperon chơi Glacier nữa. Lấy cái lợi thế này. Ok, đánh ở level 11 được. Thực ra cái lượng đồ này nhá, anh em biết là cái lượng đồ này nó còn có thể cho con nào không? Nó có thể cho con Zipper được đấy. Không nhất thiết phải con già đâu. Con Zipper đang cầm là cũng rất là ngon luôn. Đấy, Zipper này cầm đồ cũng ngon. Hay là Zipper làm trợ Zipper làm co. Cây lên được 2 sao này. Unicorn 2 sao nhưng mà không có slot. Bởi vì bây giờ tôi phải tìm 6 client cho vào thôi anh em ạ. Tầm này ra 13 rồi. Roll nhá. Rồi, tôi sẽ roll để kiếm 6 client đã. Không ra client dám bet tiếp anh em ạ. Mà chúng ta đang cầm đồ mết nha anh em nhá. Nên khả năng là nếu mà ra mết là tôi chuyển sang đấy. Cho con ác mộng này là có thể cho vào. Nếu mà bây giờ ấy mà nó cho tôi mấy cái con mết, ví dụ như là nó ra con già rồi con Thunder ấy lên được 2 sao thì tôi sẽ chơi mết. Tôi chuyển sang chơi mết thôi. Bởi vì tôi lấy đồ rồi mà. Đấy, tôi lấy đồ mết rồi. Clive này nói chung là nếu mà roll không ra thì thôi. Vớ vẩn mất chuỗi bây giờ. Ok, may quá vẫn giữ được chuỗi anh em ạ. Ui rồi, thế thì đúng rồi. Đúng rồi. Lại vừa mới bán cái con Thunder đi thì nó ra đấy. Chán thật. Ui lại ngựa này. Ui rồi, chết rồi anh em ơi. Full hàng chờ rồi anh em ạ. Hỏng ơi, thế phải quyết đoán quả này thôi anh em ơi. Chỉ bán Velom đi nhá. Quả này bán Velom vẫn chưa đủ hàng chờ. 3 slot. Thiếu một slot à. Thôi đã cho tôi luôn tiếp. Lột luôn. Ui rồi mày quá giàu năng bộng anh em ạ. Thôi rồi đọc chính cho năng bộng là có slot. Đấy. Ok chưa. Đồ này cho ác mộng làm coi thì sao? Được không? Ok, vẫn là 3 human đúng không? Chúng ta vẫn có 3 human ở đây. Rồi. Tạm thử thế đã. Có co 2 sao đã rồi tính. Đấy. Bây giờ mà lên được 8 là kết hợp với 3 mét này. Co là ác mộng. Được không? Hợp lý không? Hợp lý. Ừ đúng rồi. Bây giờ lên 9 cái là thôi bỏ Clyde đi. Bỏ Clyde đi. Hoặc là vẫn giữ Clyde nhưng mà kết hợp với. Ui dồi giá ác mộng tiếp này anh em này. Thế thì đúng rồi. Đúng rồi anh em ơi, thôi 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 bỏ đi. Đây này ác mộng này. Ra Agali nữa này. 6 human phát đã. Này có mềm quá nhỉ. Liệu rằng có toang quái. Toang quái rồi không? Chắc là tôi nghĩ là ăn được đấy. Kết hợp với 3 mét rồi mà. 3 mét kết hợp với 6 human. Nhưng mà chắc là tôi cũng chỉ ăn được cái rau quái này sau rồi tôi bán cái bọn human đi thôi. Chứ còn chúng ta sẽ không chơi. Bây giờ chúng ta có 2 sao ta bỏ vào chơi đó. Tham làm cái gì. Ok. Rồi. Hay. Được đấy. Lên 8 cái đã. Bây giờ có lên tham human không? Tôi nghĩ là 3 cái sách mỗi round thôi. Đợi đến cái rau quái chúng ta ăn nha anh em nhá. Đợi đến rau quái tôi lại cho 6 human vào. Đấy cứ thế thôi. Đơn giản. Cái vấn đề quan trọng đó chính là giữ được cái chuỗi này. Ui dồi ôi cái huyết trượng này. Bây giờ mới để ý ạ. Mãi xếp bài không biết có cái huyết trượng. Mở ra có huyết trượng. Êm luôn. Được đấy. Rồi bây giờ thì chắc là thế thôi nhỉ.
Chả phải làm gì nữa. Mạnh rồi. Không phải roll nữa. Đủ mạnh rồi anh em ạ. Đấy, cái quả roll vừa rồi. May ra con ác mộng đập quả trứng. Thế là vẫn giữ được cái đội hình. Không phải bán con nào cả. Đấy, bây giờ thì tuyệt vời rồi. Chúng ta dư sức có thể giữ chuôi đến round 21. 21 lại phong tiếp. Bây giờ thì đợi tiền lên thôi. Rồi, vậy là có con Dragon Clay. Ok. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh ở level 9. Như này sao? Ừ, cũng được. Đúng không? Cũng là 4 Clay ở phía trên. Rồi, hợp lý. Như này là cũng được rồi. Tất nhiên là vứt hai cái con 2 sao ở ngoài thì nó cũng hơi sai. Nhưng mà tôi tin là con ăn mộng nó sẽ gánh được. Chúng ta chỉ cần đẩy cấp lên level 9 sớm thôi. Ui, cặp thằng này. Mới đấy. Mới có 4 Clay vẫn có thể ăn được. Thoải mái anh em ơi. Con ác mộng này nó cũng đang ở trong cái bộ 3 mét nữa. Nên là nó được gia tăng cái sức sát thương ma pháp. Vẫn gánh được. Ok. Rồi, bây giờ mỗi round chúng ta sẽ có 4 quyển sách. Sách này bù cho những cái lượng tiền mà tôi vừa roll. Nên là tôi sẽ chỉ dùng sách để đẩy cấp lên thôi. Cứ đẩy lên. Tôi lại nhớ đến cái bộ. Nó là cái bộ gì? Anh em nhìn cái này quen không? Rất là quen luôn. Đấy. Đây nó chính là gì? Bộ gì nhỉ? Gì nhỉ? Gì anh em? Đây nó là cái bộ ác mộng kết hợp với cả 9 mét thằng Ryu đấy anh em. Chuẩn rồi. Trong cái bộ bài nó có con rồng 5 đô anh em nhá. Vậy là chúng ta sẽ có 9 mét thằng Ryu. Được. Mặc dù không có con rớt. Nhưng mà nếu mà chúng ta lên được level 11 là chúng ta sẽ có 9 mét thằng Ryu. Đấy, kẹp thêm một con nữa. Thực ra là chỉ cần đánh ở level 10 thôi là đủ. Nhưng bây giờ chúng ta lên 11 chúng ta sẽ kẹp thêm một con nữa. Đấy, ở trong cái bảng truyền thuyết có một con rất là tiềm năng, đó chính là con Khan. Con Khan thêm khống chế. Đó, còn nếu mà chúng ta lên được 12 chúng ta sẽ kẹp được hai God. Quá tuyệt vời anh em ạ. God ác mộng 9m hàng Ryu. Vô địch thiên hạ luôn. Thế giới. Thế giới đấy. Đây rồi, anh em ơi, đúng thật luôn. Vừa lấy tôi không biết tôi bán cái con Thunder Spirit đi. Ok. Thế này nhá. Lên 9 đã. Tạm thời cho con ác mộng ra ngoài đã anh em nhá. Đấy, lên 9 rồi thì chúng ta có 6 Clay, 6 Human. Cho con này đi. Tôi nghĩ là con này nó sẽ mạnh hơn. Sát thương nó là như nhau. Con già nó cũng là 300 sát thương. Nhưng mà cái con già nó mất thời gian nó tụ trưởng. Tôi cho cái con Evil Clay này nó sẽ rất là mạnh. Nó là 2 sao rồi anh em ạ. Tất nhiên là để so với ác mộng thì nó không mạnh hơn đâu. Nhưng mà con ác mộng nó hết slot để cho vào rồi. Đây này, God Warlock bên này. God Warlock bên này. May quá anh em ơi. Tôi cho 6 Clay vào rồi. Chúng ta có cái lượng khiên. Chúng ta sẽ có cái lượng khiên để ngăn cái việc nó hút máu. Nó không gây sát thương nó cũng sẽ không hút được máu đâu. Hay quá. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Được. Mua luôn con zipper đi. Con zipper này có thể chúng ta sẽ cho tạm nó. Lấy 2 warlock. Nó lên 2 sao nó cũng sẽ rất là mạnh đấy. Zipper lên 2 sao khá là mạnh. Lao sau có lên được 10 không nhỉ? Chưa lên được 10. Nếu mà lên 10 thì đương nhiên là sẽ dồn đồ cho ăn bộng rồi. Ở level 10 rồi. Trận này liệu rằng có Witcher không? Tôi thấy có một cái thằng là có con Fallen Witcher 2 sao ở trong bộ beat. Có God Warlock, nhưng mà God Warlock còn có 22 máu thôi. Ngoài ra còn có những cái bộ như là Clay. Có thằng cũng chơi Clay đấy. Và một cái bộ fake, nhưng mà cái bộ fake thì chưa biết là nó chơi cái gì. Feather hay là cái gì, Assassin thì chưa biết.
Nhắc đến Assassin cho ngay hai con Assassin. Nhưng mà không có đồ, chán thật. Nếu mà lấy đồ đam là bây giờ là có thể lấy xa linh vào trong là cũng ngon rồi. Rồi, lên 10 rồi. Cho ác mộng vào, sau đó dồn đồ cho ác mộng thôi anh em ạ. Rồi, 6 Clay kẹp với cả 6 Human, kẹp với cái con ác mộng. Rồi, con ác mộng này nó sẽ rất là khỏe nha. Ở đây có cái dây chuyền kháng, nhưng mà chắc là tôi chưa lấy vội, chưa chốt vội. Có thể chúng ta sẽ lấy cái chân hánh cho nó trâu. Biết đâu đối thủ chuyển sang Assassin rồi, late game thì chúng ta có cái chống sốc đam cũng rất là ok đấy. Rồi, chúng ta sẽ lên dần 11 thôi. Dốc xoay thì sao? Cho một con ác mộng cực kỳ trâu chó. Chuyện này có mết không nhỉ? Cái giáp xoay cũng là một cái sự lựa chọn không tồi đâu. Với một cái con, nó là một cái con tướng tăng cơ, sống càng lâu thì càng gây được nhiều đam. Vớ vẩn, chuyện này 100% máu hết game nhở anh em nhở. Bây giờ mà lổ cái con ác mộng 3 sao thì có khi vớ vẩn 100% máu thật ý. Không đùa đâu. Con này bây giờ đang là cái con tướng cực kỳ mạnh luôn ở trong beta mới. Thực sự cái con này nó ghép bất cứ một cái line up nào nó cũng rất là mạnh. Không phải chỉ có cái bộ God Warlock đâu, mà cái bộ God 9m ý, hàng Fake, hàng Vựa, hàng Ryu nó đều rất là mạnh luôn. Thậm chí là có phần là còn mạnh hơn cả cái bộ God Warlock cơ. God Warlock có khi là tôi đánh giá nó còn không bằng. Thằng này chơi bây giờ hiện tại thì nó đang là Feather nhá anh em nhá. Nhưng mà không biết là tương lai thì nó có chuyển không. Tương lai là có chuyển sang là chơi 9m không. Tôi liệu rằng có thể ăn được không? Ăn được. Shadow chết rồi. Hay, có cái dây chuyển kháng ở này. Không cần phải là chọn ở trong cái cửa hàng. Nhưng mà có điều là bây giờ tôi đang phân vân giữa cái dây chuyển kháng và cái chuyển thành đấy. Nên là chắc là chưa ghép anh em nhé. Tôi sẽ roll hết 20 tiền này để tôi form tiếp 2 sao. Để mà giữ cái chuỗi này chúng ta cần có thêm những con 2 sao anh em ạ. Ừ đây rồi, ngựa ấy rồi. Nhưng mà ra bây giờ giải quyết được cái gì. Thế thôi mà cũng tích được 100 đam đấy. Nhưng mà tôi không lấy đồ rồi anh em ạ. Tí nữa thì cái con ngựa này cũng sẽ là bán đi thôi, nếu mà chúng ta chuyển sang 9m. Tất nhiên là bây giờ thì chưa bán được. Bây giờ phải form bài đã cho nó chuẩn đã. Trời ơi, cái thằng này khỏe đấy nhở. Ăn nổi thằng này không? 6 bit rồi. Ui tôi thua rồi. Ăn nổi không? Con già của tôi đâu, con già chết rồi. Thế thì thua. Không được rồi anh em ạ, nó là beat. Nó là beat và cái con Fallen nó hiến tế lên 3 sao, đấm rất khỏe. Bad Omen này. Bad Omen giờ không có slot cho vào. Hay là chuyển sang God Warlock nhỉ. God Warlock đánh ở level 11 nó cũng bá đạo lắm đấy nhá. Nó cũng không đơn giản là nó chỉ là cái bộ God Warlock đánh ở level 10 đâu. Lên 11 nó kẹp được thêm cọc đấy. Là cực kỳ khỏe, lợi hại luôn. Kẹp được thêm cọc là không sợ bộ beat rồi. Cả cái bộ Assassin nữa chứ. Đấy, cái bộ God Warlock nhưng mà kẹp được thêm cọc nó cực kỳ kinh khủng bá đạo luôn. God 6 Warlock xong rồi kẹp với cả 4 cọc. Được luôn. God 6 Warlock kẹp với 4 cọc. Vẫn thừa slot. Quá khỏe. Và nói chung là chúng ta sẽ điều chỉnh khi mà chúng ta biết được cái bộ nào nó sẽ là cái bộ gặp chúng ta ở giai đoạn game thôi anh em ạ. Điều chỉnh dần nhá anh em nhá. Cũng chưa biết, chưa chốt được. Cứ cầm sẵn ở đây đã. Ví dụ như gặp cái thằng Feather hay là gặp thằng 9 Assassin thì sẽ là cái bộ 9m. Còn nếu mà gặp mấy cái thằng Clay hay là mấy thằng Warrior thì chắc chắn nó sẽ là Overlock à. Ra mèo 5 đô luôn, nhưng mà không thèm chơi. Đấy, sau round này thì vẫn chưa lên được 11 à? À đâu, lên được rồi. Lên được chưa? Chưa lên được. Sau round này vẫn chưa lên được.
Phải rao lửa. Rao này chúng ta chỉ được 3 quyển thôi. Thiếu một quyển sách. Bây giờ nó cũng khá rõ ràng rồi đấy. Có thằng 9m kia kìa. Cũng có thằng chơi 9m nhá. Đấy, God ác mộng thì là có. God ác mộng có luôn. God ác mộng kẹp với 6 block. Bài này có, nhưng mà có vẻ như sắp đi rồi. Chỉ còn có 3 huyết thế kia thì tôi nghĩ là nếu mà gặp Clyde là đi thôi. Hoặc thằng nào mà nó kẹp thêm cái con Doom vào thì cũng đi thôi. Đấy rồi. Huyết triệu anh em nhá. Tôi nghĩ là cái thằng God Warlock cái khả năng đi nó sẽ là rất cao ấy. Đó, chỉ cần gặp Beast thôi là đi rồi. Gặp cái thằng top 2 ấy. Thằng top 2 đi. May ra chỉ ăn được cái thằng top 3 thôi anh em ạ. May ra nó chỉ ăn được cái thằng top 3 thôi. Thôi rồi, ghép với giáp xoay đi. Một rào nữa. Một rào chiến thắng có human sống sót nữa thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ lên được 11. Còn lên được 12 không thì không biết. Cứ lên 11 trước cái đã anh em ạ. Bây giờ tôi thì tôi... cái bộ này nó đang hơi sợ cái bộ beat. Còn lại những cái thằng còn lại tôi nghĩ là ăn được đó. Bộ beat đấy nó sẽ là kẹp với cả Fallen Witcher và Hiến Tế đấy. Không biết là có chơi 6 beat kẹp với cả Witcher không thì không biết. Đây rồi, gặp cái thằng này. Bây giờ mà đẩy thằng này đi luôn thì tốt nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là khó. Đẩy rồi không? Chúng ta có kẹp thêm 3 mét vào nữa. Cũng đục được khá sâu ấy chứ. Ừ. Ok. Ok bạn ơi. Ok. Ok, 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 ok. Ô, không được rồi. Nó 6 block anh em ạ, không được. Chấu phết. U lại ra ác mộng này. Bỏ gì đi đây? Bây giờ bỏ cửa line đi à? Chuyển sang mết rồi chắc có bỏ cửa line đi nhỉ? Từ từ đã, thôi được rồi. Tôi bỏ zipper đi nhá. Tôi chắc là tôi không có ý định chuyển về Warlock đâu. Không, không, không chuyển về Warlock. Con Kha này cũng phải mua. Kha này cũng phải mua. Bây giờ bỏ con... thôi con này đi, bỏ. Không chơi Warlock nữa anh em nhá. Đằng nào chúng ta cũng sẽ không chơi Warlock. Hay là lock lại rau này xong rau sau luôn. Cứ được không? Thực ra lên được 11 rồi thì cũng chả cần mấy con cửa này. Có khi ra sau chúng ta chuyển luôn. Ơ kìa, tao lại thua. Vô lý. Thua thật luôn này. Thôi, bỏ Battleman này. Không chơi Warlock anh em ạ. Rồi. Có chiến thành cơ này. Đồ ngon đấy. Quên mất vừa nãy không để dành cái gậy báo. Bây giờ không có gậy báo. Lẽ ra là nếu mà không ghép hai ngọc hồi chiêu vào ấy là chúng ta có gậy báo rồi đấy anh em ạ. Rồi thôi tôi sẽ pick những con mết vào đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ lên được 11 ở level ở round 30. Kể cả ra 28, 29 mà thua thì 30 chắc chắn là lên được. Chỉ còn thiếu một quyển sách nữa thôi. Đấy, còn lên được 12 không thì không biết. Nhưng mà chắc chắn là lên được 11 rồi. Ui giời ơi. Sao lại cho chơi gặp ngay cái thằng mạnh nhất ạ. Không ăn được. Rồi thua hả? Shadow 3 sao ở cái tầm này nó là thế lực đấy. Chịu 9 giờ. Thỏ với cả Shadow lên được 3. Khỏe lắm. Ui đây rồi. Bây giờ giải tán mấy con Clyde đi thôi. Giữ lại human thôi anh em ạ. Giữ lại human. Form luôn về 6m luôn anh em nhá. Ra này form luôn về 6m luôn. Bán bớt đi để tích tiền. Chúng ta vẫn cần. Quan trọng là vẫn cần rất là nhiều tiền để chuyển bài. Ok. Rồi cứ đủ 6m cái đã này. Sáu mét sáu human.
Ác mộng nó vẫn là co thôi. Bây giờ thì con ác mộng này nó sẽ lên một cái tầm cao mới đấy. Từ 3m và lên 6m là cái sức mạnh của nó hơn hẳn luôn. Bây giờ chỉ có cái lước ở 9m nữa thôi anh em ạ. Rồi thằng này là 9m này. Ui căng bạn ơi. Cũng căng. Cũng căng nhưng mà anh em nhìn thấy chưa? Rất khỏe luôn. Con ác mộng ấy nó chưa ở trong bộ 9m đâu, nhưng mà nó đã rất khỏe rồi. Chúng ta mới chỉ có 6m thôi. Gậy bão luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Và có một cái dây chuyền kháng nữa. Trời quá tuyệt vời. Cái giai đoạn hiện tại nó ổn áp đến cái mức độ mà tôi thậm chí là có một cái tham vọng. Đấy chính là lên 12 anh em ạ. Liệu rằng chúng ta có thể lên được không? Được không nhỉ? Được không? Được không được không? Được không anh em? Được không? Lên 12 có vẻ hơi khó đấy. Tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta lên form sớm cái đội hình 9m cái đá rồi tính sao. Tôi lên lượng 11 đủ 9m cái đá. Sau đó thì mấy cái con human cứ vứt ra vứt vào rồi. Hiện tại là chúng ta đang còn thiếu ở đây là con Thunder Spirit và rồng 5 đô. À rồng 5 đô có rồi. À, chúng ta còn thiếu con rồng 3 đô. Rồng 3 đô nữa là xong. Rồi. Ui đây rồi, hay quá. Mà lên 2 sao thì lại càng hay nhá. Già lên được 2 này. Tôi sẽ mua con Grand để tí nữa chúng ta còn chuyển sang God nữa anh em ạ. Thiếu một con. Như này đi. 2 God. Được chưa? Bây giờ ác mộng của chúng ta sẽ được hưởng cái hiệu ứng của bộ God nữa. Rồi, dây chuyền kháng. Quá tuyệt vời anh em ạ. Hai God thôi, chắc là không có 4 God đâu. Phải có rớt thì mới chơi được 4 God. Ủa thằng này Lancer à? Thằng này có Lancer 2 sao, chịu rồi. Lancer 2 sao trong bộ beat à? Thế thì phải 9m mới ăn được. 9m mới ăn được. Hiện tại bây giờ đang vẫn thiếu mét, vẫn chưa đủ anh em ạ. Roll cái đã. Kiếm đủ 9 con mét vào đã anh em ạ. Cái con mèo 5 đô mày cứ ra đấy nhở, tao có chơi đâu. Cái trận cần thì không ra. Úi giời ơi, roll mèo 5 đô lên được 2 sao đấy anh em ạ. Dã man. Cái mà tao cần nó chính là con rồng sai linh. Cái con rồng 3 đô ấy. Đây rồi. Đủ rồi nhá, đủ bộ, đủ rồi. Úi nhưng mà không kịp. Được không? Úi kịp rồi anh em ơi. Đủ rồi, ok. 9m đây rồi. Quá hợp lý. Nó lại hợp lý luôn, lại gặp cái thằng này quá hợp lý luôn anh em ạ. Trời ơi, nhưng mà nó lại bớ vào được cái con ác mộng của tôi mới cay chứ. Chán thế. Nó bớ được vào con ác mộng thôi, cái pha vừa rồi có tung trưởng được đâu. Được kìa. Con mèo 5 đô là cứ thế nó ra rồi. Dã man. Không chơi thì ra lắm thế. Ok chưa. Vừa lấy là hơi vội nên là chúng ta vứt nó bị nhầm. Lẽ ra để con Dragon Clyde ở trong này. Chúng ta lại vứt cái con Dragon Clyde 2 sao ra ngoài nên là nó bị yếu cái đau vừa rồi đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là ổn rồi. 5 rồng. 5 rồng 9m. Thiếu một slot cho một con rồng nữa. 5 rồng 9m là đánh vào level 12 kẹp vùng ác mộng. Thôi không sao, không phải tham làm gì cả. Thế này là ăn được rồi. Thôi đi luôn không? 8 máu chắc đi. Ok. Lần lượt từng đối thủ sẽ phải coi như là chia tay trận đấu. Chỉ còn lại tôi và tôi nghĩ là sẽ là cái thằng chơi fake đang ở chuỗi kia. Còn rất nhiều máu.
Tuy nhiên cái thằng level 10 nó cũng đang có 40 tiền. Và nó có thể sử dụng cái số tiền đấy để roll, để form một cái gì đấy, counter một cái gì đấy, không biết. Để xem là đối thủ liệu rằng có sử dụng 40 tiền kia hợp lý không. Chứ còn tôi thấy là bây giờ tôi cũng đang khá là mạnh rồi đấy. Chả qua vừa lấy là tôi để con ác mộng nó ở góc thôi. Để ở góc là thua thôi anh em ạ. Chứ còn bây giờ tôi để ở giữa này không bao giờ bớ vào luôn. Để ở giữa như này nhá, bớ vào thì có con Phượng Hoàng nó hú cho một phát thì nó đứng im luôn. Sau đó là tất cả cái đống này hội đồng. Ok, chúng ta lại gặp lại nhau. Em của ngày hôm qua khác rồi. Ui dồi ôi. Được không, được không? Có tí nào khác không? Có khác không? Đương nhiên là khác. Đương nhiên là khác. Đương nhiên là khác. Ôi dồi, anh em thấy chưa? Cắt chuỗi luôn này. Mạnh chưa? Rồi ôi, mới có 2 sao rồi đấy nhá. Ác mộng 2 sao rồi đấy. Bây giờ mà con ác mộng này lên 3 sao nhỉ. Ra quán này chúng ta sẽ tận dụng nhá anh em nhá. Kiếm 3 quả sách. Chúng ta cứ chắc chiêu từng round một như thế này là vẫn có thể ở lên được 12 đấy anh em ạ. Đấy, lăng nhặt thì chặt bị thôi. Quả này nhá, mà chúng ta nhây được đến round thứ 40, 45 là thế nào thì cũng sẽ lên được 12. Thắng mua round chúng ta cũng sẽ có một quyển sách cơ mà, đúng không? Chắc chắn là nếu mà thắng ấy mà con già hoặc là con rồng Dragon Claw hoặc là con Flame nó vẫn còn sống thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một quyển sách. Đấy. Hiện tại là ở đây là anh em thấy là chúng ta còn thiếu tổng cộng là 8 quyển nữa. Round này thì 8 trừ 3 rồi, vậy là chỉ còn có 5 thôi. Thiếu 5 cuốn sách nữa, 5 round. Bây giờ đến round thứ 40 mà chúng ta thắng liên tục thì là chúng ta sẽ là vô địch nha anh em nhé. Rồi, lấy cái búa xét. Thắng liên tục là sẽ là vô địch và lên được 12 là tối thượng rồi. Cái con ác mộng trong cái bộ 9m thì nó chỉ cần 2 gót thôi là nó bá lắm rồi anh em ạ. Nó đóng đá toàn bộ coi như là kẻ thù luôn, chứ không phải chỉ riêng một mình con co bị dí đâu. Con nào mà chạm vào thì nó cứ phải đóng đá 2 giây. Không khác gì cái lọc cọc nhưng mà kèm thêm cái combo Grim lọc cọc của con Witch Doctor ấy. Quá dã man luôn. Cái sức sát thương của cái bộ này nó to nên là nó đóng đá cực kỳ lâu. Ác mộng mà nó bắn trưởng thì thôi, xác định đứng im luôn. Kẹp 4k các thứ vào, không bao giờ ăn thua hết. Lancer này. Lancer, ui Lancer. Ui rồi Lancer, Lancer, Lancer. À càng đấy. Lancer, Lancer. Lancer 2 sao, ui trâu đấy. Trâu đấy, trâu đấy nhưng mà đi rồi. Thằng này chỉ ăn được tôi rồi. Làm sao mà nó ăn được cái thằng đam vật lý kia. Chỉ ăn được mấy cái thằng đam phép, bắt lạt được mấy cái thằng đam phép thì tôi thôi. Rồi xong rồi anh em ạ. Bây giờ có 50 tiền này nuôi con ác mộng 3 thì nó còn 3 con nữa thôi. Đó là cái điều tuyệt vời nhất luôn. Clip coi như là nó xuất sắc hoàn thành một cách mỹ mãn. Vừa đẹp đội hình mà lại cũng vừa sức mạnh tối thượng. Ok. Rồi, chốt lốt đồ đấy. Tôi nghĩ thằng này tôi cũng sẽ giải tán sớm thôi. Thằng này thì chưa chết được, round sau tôi sẽ roll. Thằng này chưa chết được đâu. Round này tôi nghĩ là nó cũng sẽ chỉ mất khoảng đâu đó khoảng chục máu đó cùng. Ôi, nó chết rồi, ác mộng. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, ui, ui, nó ăn được tôi ạ. Vãi đài. Thế thì... không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Kiếm con ác mộng 3 sao thôi, hai con nữa. Hai con nữa, hai con nữa, hai con nữa, Kha này. Đây rồi, The Rui lên được 2 sao rồi này. Mày quá, giải tán được bớt cái hàng chờ đi anh em ạ. Chưa tôi còn có 9 giây. Ui không ổn rồi. Lóc lại. Ok. Được chưa ạ? Được chưa? Ui tay kẹp cá rồi anh em ạ. 6 cá à? Được đấy. Được đấy. Được đấy. Được đấy. 6 cá. Ăn thua gì không?
thấy ăn thua không? Chả có ăn thua gì luôn. Cái bộ này nó không sợ sáu cá đâu anh em ạ. Trừ khi là dính Doom vào thôi. Con Doom mà nó Doom trúng với con ác mộng 2 sao thì cũng hơi khó đấy. Bài toàn là 3-4 đô thì cái việc Doom trúng vào con 3 đô không dễ đâu. Ui chết rồi, lại full hàng chờ này. Rút mãi không ra thêm một con ác mộng nào anh em ạ. Lóc lại cái đã. Ăn được không? Lần này tôi nghĩ là sẽ vẫn ăn được thôi. Ủa, sáu cá này nó dồn nam mạnh nhờ. Lần này nó lại ăn được. Không hiểu cái gì. Sáu cá nó lổ phát chết hết đội hình anh em ạ. Cũng dã man đấy. Rồi, tao này lại cho human vào kiếm tí sách đã này. Ủa, 6 human. Những cái round trước, round thắng, round thua ấy, nên là nó cũng sẽ phải tốn thời gian hơn. Đấy, round này là chúng ta lên được 26 rồi. Chúng ta chỉ cần hai round chiến thắng nữa thôi. Nhưng mà phải có human sống thì mới được. Đấy, mấy cái round trước là human toàn chết nên là cũng chả có cuốn sách nào. Nhưng mà nếu mà lên tới round thứ 45 thì chắc chắn là tôi sẽ lên được 12 rồi. Bây giờ mà nhây được đến round thứ 45, có thể là một là hòa, hai là gì, hai là đánh mất ít máu thôi thì lên được 45 chắc chắn là lên được tối thượng. Ok, lấy cái rô nhỉ. Được đấy. Bỏ bớt cái giam phải đi, ghép BKB này. Rồi, thôi, cho bỏ human thôi anh em. Giải phóng bớt cho cái hàng chờ nó nhẹ nhàng một chút đã. Vẫn chưa đủ 9m à? Thế thì chỉ kẹp được kham là thôi. Rồi, dồn cho flame anh em nhé. Con rồng cho về heal rồi. Thằng này chơi 6 cá kẹp với Doom ấy. Có cả Storm Shaman nữa. Nó Doom trúng vào con ác mộng của tôi kìa. Chết rồi. Ui mà ác mộng lé được. Ác mộng lé được quả này. Nhưng mà chắc là vẫn thua đâu. Nó Doom trúng vào ác mộng thì chắc chắn là thua. Hỏng rồi. Thôi thôi. Rôn rồi. Hết tiền anh em nhá. Ác mộng ơi ra đi. Ác mộng một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Một con nữa. Một con nữa. Một con nữa. Ra đi, ra đéo lắm mèo thế. Ác mộng ơi, mày ra đi, tao không cần con Omen. Tao nhắc lại, tao không cần con Omen, tao không cần con mèo, mà tao cần con ác mộng. Thôi chết rồi, 50 tiền không ra. Lẽ ra trận này nó sẽ phải là insect mèo heo kẹp với Omen, nó mới là mắc binh tối thượng. Quá nhiều mèo 5 đô luôn, có khi phải lên được 3 sao rồi. Tôi cứ ngỡ tôi có thể ăn được nó mà bây giờ tôi cảm giác như là bây giờ nó ăn được tôi. Khá khó chơi. Căn bản đồ con này nó cũng thế giới ấy. Cướp điên các thứ. À ui rồi. Ôi trời ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Được rồi, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Không phải roll. Tôi cứ đến lúc mà tôi roll hết tiền ấy, tôi nghĩ là cái trận này khả năng thua nhưng mà không. Chúng ta lại tự nhiên chúng ta lại tự ra. Ừ, cái lúc mà roll 50 tiền thì nó đéo ra. Mà cái lúc mà không phải roll thì nó lại ra. Thế chứ lị. Thôi rồi, yên tâm rồi anh em ạ. Chấp Doom. Chấp Doom luôn đấy. Người ta chấp Doom luôn. Ừ. 6 cá kẹp Doom vào. Hộ cái bạn ơi. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Tôi xong rồi chứ còn gì nữa. Giống dí, giống dí, giống dí, giống dí. Ui giời. Ơ vẫn chưa chết hả? Sống dài như ỉa luôn. Còn một máu tôi cứ nghĩ round vừa rồi là nó phải xong rồi chứ. Nhưng mà trận này không lên được 12 rồi. Round này sẽ là cái round cuối cùng thôi. Hơi tiếc nhỉ. Đấy nhưng mà thôi. Chắc là cũng không có cái cửa là nào nữa rồi. Chỉ cần con ác mộng nó đứng dưới này bảo kê thôi. À cái con Phượng Hoàng nó đứng ở phía dưới bảo kê thôi là tôi có thể yên tâm luôn. Cho vào góc luôn. Ok bạn ơi. Đấy kẹp luôn ở trong góc luôn này.
bay xuống đây. Ui, đúng cái góc đấy anh em ạ. Đúng cái góc chết, bay vào thì chắc chết rồi. Xong rồi lại rồng dí tiếp. Rồng dí, xôi ơi, không thể là mà thoát được cái trói buộc đâu. Thoát ra là chỉ còn được im đến chết thôi. Quá là khỏe anh em ạ. Bộ này vẫn là cái bộ vô địch anh em nhá. Line up mạnh nhất meta đấy anh em ạ. Tôi nghĩ cái bộ này mạnh hơn cái bộ God Warlock rất là nhiều. Chập hết tất cả thể loại luôn. God Warlock nhiều khi bị Doom ấy là thua, nhưng cái bộ này không. Bộ này bị Doom nữa, chấp luôn cả Doom. Dồn nam cực mạnh. Doom chả làm cái gì. Một cái RO là xong. Đấy, Doom xong thì là cũng đã tung hết cái loạt trưởng của nó rồi. Cực kỳ khỏe. Mà hết Doom thì là coi như tỉnh dậy lại đánh tiếp. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Ngàn cân treo sợi tóc. Đối thủ gần như đã đẩy tôi được 50 máu một round. Gần như là đã đẩy tôi bay màu. May quá đã có vua lì đòn. Anh em nhá, cực kỳ hay và hấp dẫn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi lại cái bộ God 6m. Một trong những cái line up kỷ niệm từ những cái mùa đầu. Bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.